Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 36. Lúc này Lục Vân đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt của Diệp Khuynh Thành mà rất phiền muộn. Làm gì xa lạ vậy? Làm gì lạnh nhạt vậy? Bắt đầu đề phòng em rồi sao? Em biết các chị nhất định đang khen em đẹp trai trong phòng, muốn khen thì khen trước mặt nè, em cũng không chê cười mấy chị đâu, có cần lén lén lút lút vậy không? Lục Vân đang suy nghĩ vớ vẩn. Lúc này Vương Băng Ngưng đột nhiên nhào ra từ phía sau ghế sofa, nhân lúc Lục Vân không chú ý mà hôn lén một cái thật nhanh lên mặt hắn. Lục Vân không né tránh, chủ yếu là do lười tránh. Vương Băng Ngưng đánh lén thành công thì đắc ý nói, hắc hắc, tiểu Lục Vân, em né đi chứ, em tiếp tục né đi, sao em không nói có lỗi với chị vợ năm của em đi. Lục Vân liếc mắt, nhàm chán. Nhàm chán. Vương Băng Ngưng lập tức nổi giận, giữ dẫn nói, bản tiểu thư hôn em mà em dám nói nhàm chán, chị thấy em muốn lên trời rồi tiểu Lục Vân. Lục Vân không rảnh để ý. Vương Băng Ngưng không buông tha mà quấn lấy Lục Vân và nói xin lỗi chị mau lên. Sao lại phải xin lỗi chị chứ? Em sai chỗ nào? Lục Vân không biết phải nói gì, nghĩ thầm không biết cô nàng này lại phát điên cái gì, dựa vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nên hắn chịu thua, thật xin lỗi, chị Tư. Mặc kệ hắn sai hay không thì cứ xin lỗi là được, dù sao sinh vật như con gái không biết nói đạo lý gì cả. Tăng thêm chữ vợ vào nữa. Vương Băng Ngưng không hài lòng, lập tức chống nạnh nói. Có chịu thêm không? Lâm Thanh Đàn thì đi đến bên cạnh Lục Vân rồi ngồi xuống, nói, em trai, chị quyết định gia nhập Đan Dương Tông, chúng ta dành thời gian đi đến Côn Luân đi. Lục Vân nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, đã đoán được nhất định là Diệp Khuynh Thành làm công tác tâm lý cho cô, vì thế gật đầu nói, em sẽ đi đi theo chị cả hành trình. Kỳ thật hắn cũng ủng hộ quyết định này của Lâm Thanh Đàn, dù sao đây là một cơ duyên to lớn. Vậy chỉ có thể tạm thời để chuyện của Tiêu Gia ra sau. Lục Vân thầm nghĩ. Hắn vốn nghĩ sau khi giải quyết liên minh thí thần giả thì sẽ đi đến Võ Minh Kinh Thành tìm Tiêu Gia một chuyến, xem có thể lấy được tin tức gì liên quan tới Liễu Kình Thiên hay không. Ai ngờ chuyện này đột nhiên xảy ra. Hiện tại tình hình của Lâm Thanh Đàn càng khẩn cấp hơn nên chỉ có thể tạm thời đẩy chuyện tìm kiếm thân thế của Liễu Yên Nhi ra sau. Dù sao đã qua nhiều năm rồi, cũng không vội trong nhất thời. Lục Vân quyết định vì không để Lâm Thanh Đàn phải chịu càng nhiều đau khổ do Thanh Đỉnh mang tới, hắn quyết định dẫn cô đến Đan Dương Tông trên núi Côn Luân một chuyến ngay trong ngày. Võ Minh Kinh Thành. Trong văn phòng Minh Chủ, Tiêu Sách nhìn văn kiện trong tay với sắc mặt hết sức khó coi. Đứng đối diện ông ta là hai bóng người. Một người trong đó thân thẳng như tùng, gương mặt nghiêm trang, đó là một trong 36 vị thủ hộ giả của Thiên Sáp Điện trước đó tới tìm Tiêu Sách, Thiên Cô. Một người khác chính là Khâu Ngọc Đường. Mặc dù hơn 20 năm trước minh chủ của Tổng Minh Kinh Thành không phải Tiêu Sách, các chủ ám ảnh các cũng không phải Khâu Ngọc Đường, nhưng hai người bọn họ cũng đã từng quen biết. Khi thấy tội phạm truy nã cấp SSS Khâu Ngọc Đường nhanh chân tiến vào, ông ta còn hơi kinh ngạc, ai biết theo sát phía sau lại là thủ hộ giả Thiên Cô. Tiêu Sách theo bản năng ý thức được không ổn. Quả nhiên, một phần văn kiện do Thiên Sáp Điện định ra, thủ lĩnh số 1 Long Quốc ký tên đóng mộc đã được đưa tới trước mặt Tiêu Sách. Nội dung văn kiện liên quan tới thành lập tài quyết viện của Võ Minh, mà người phụ trách tạm thời của tài quyết viện chính là tội phạm truy nã cấp SSS ngày trước Khâu Ngọc Đường. Chiêu này đánh cho Tiêu Sách trở tay không kịp. Tài quyết viện Võ Minh trực thuộc Thiên Sáp Điện, có quyền giám sát đối với tất cả các thành viên Võ Minh Long Quốc, bao gồm Minh chủ 5 phân khu lớn và Tổng Minh Kinh Thành. Nói cách khác, quyền lực lúc này của cựu tội phạm truy nã Khâu Ngọc Đường còn lớn hơn Tiêu Sách một phần. Đương nhiên trong lòng Tiêu Sách rất khó chịu. Nhưng không thoải mái đến mấy thì ông ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Thành lập tài quyết viện Võ Minh là quyết định của Thiên Sáp Điện, lần này Thiên Cô tới đây không phải là trưng cầu ý kiến của Tiêu Sách, mà là tuyên bố chuyện này thôi. Đương nhiên Tiêu Sách không dám phản bác. Chờ Thiên Cô và Khâu Ngọc Đường rời đi thì Tiêu Sách mới không nhịn được mà âm trầm nện một quyền lên bàn làm việc, giận mắng một tiếng. Là tu luyện giả. Nếu như Lục Vân có ở đây thì nhất định có thể cảm giác được minh chủ cũ của Võ Minh Kinh Thành, Tiêu Vô Hải, lại là một tu luyện giả. Sắc mặt của Tiêu Sách rất phức tạp. Ông ta nhớ trước kia rất lâu cha mình không phải như vậy, trong ấn tượng khi còn bé thì cha luôn mang hình tượng hiền hòa. Mãi đến một ngày nọ vào 20 năm trước. Tính tình của Tiêu Vô Hải đột nhiên thay đổi rất lớn như biến thành một người khác, thực lực cũng tăng vọt lên rất nhiều.
Tiêu Sách không dám hỏi nhiều, mà hỏi thì Tiêu Vô Hải cũng không đáp, nhưng lại cảm thấy rất quỷ dị. Lúc này ở Côn Luân, Đan Dương Tông, Lục Vân đã dẫn Lâm Thanh Đàn đi đến chân núi của tông môn này. Lúc này hắn không thể không bội phục sự sáng suốt của Mộc Bình. Côn Luân thực sự quá lớn, bản đồ căn bản không có tác dụng gì, nếu không phải dựa vào ngọc bài thân phận của Mộc Bình chỉ dẫn thì muốn tìm được Đan Dương Tông không biết phải tới ngày tháng năm nào. Khi Mộc Bình trở về đã kể lại tất cả những xảy ra bên ngoài cho tông chủ Cốc Thanh Sơn nghe. Cho nên khi hai người Lục Vân tới Đan Dương Tông thì không chỉ không bị ngăn cản mà còn được Cốc Thanh Sơn đích thân tiếp đãi. Đó là một ông lão già nhưng vẫn rất cường tráng, ông mặc áo vải màu xanh, tinh thần sáng ngời, gương mặt hồng hào. Nhìn là biết uống rất nhiều dưỡng sinh đan. Dưỡng sinh đan của Đan Dương Tông hiệu quả hơn đống thực phẩm chức năng bán bên ngoài gấp trăm lần nghìn lần. Côn Luân là thế giới của tu luyện giả, mặc dù so ra kém giới Hành Sơn, nhưng hoàn cảnh cũng tàn khốc như vậy, giết người đoạt bảo vật đã là chuyện nhìn mãi quen mắt. Nếu Lâm Thanh Đàn ở lại Đan Dương Tông, có đại trận hộ sơn thì có thể bảo vệ an toàn của cô, nhưng trong thời gian rời khỏi Đan Dương Tông nhưng còn trong lãnh thổ Côn Luân mới là nguy hiểm nhất. Chờ Lâm Thanh Đàn đi ra bên ngoài Côn Luân thì tình huống này sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì sau khi cô lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế thì có thể tùy tiện khống chế khí tức của Thanh Đỉnh không tiết ra ngoài. Nói cách khác, dù về sau Lâm Thanh Đàn ở lại Hạnh Lâm Đường, tung ra Thanh Đỉnh để luyện chế đan dược thì cũng không cần lo lắng khí tức này bị tu luyện giả khác phát giác. Vậy thì sẽ không còn chuyện hấp dẫn cả ba thế lực tông môn tới như buổi tối trước đó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên quá phách lối. Không thể tung ra Thanh Đỉnh trước mặt tu luyện giả khác, đây không phải là vấn đề khí tức tiết ra ngoài, mà là vấn đề đầu óc. Để an toàn, Cốc Thanh Sơn cảm thấy tốt nhất là số lượng môn nhân của Đan Dương Tông biết chuyện Thanh Đỉnh đang nằm trên người Lâm Thanh Đàn càng ít càng tốt. Thế là Cốc Thanh Sơn nhìn về phía Mộc Bình rồi ra lệnh, tốt nhất là bảo mấy đệ tử ngày đó theo cô đi tìm Thanh Đỉnh giữ kín miệng. Tông chủ yên tâm, tôi đã sớm cảnh cáo họ rồi. Mộc Bình trả lời. Cốc Thanh Sơn khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói với Mộc Bình, cô dẫn cô Lâm Âm Thầm đi cử hành nghỉ thức nhập tông trước, sau đó lại dẫn cô ấy ra sau núi để lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế. Đã rõ. Mộc Bình nhìn Lâm Thanh Đàn một cái, rõ ràng ánh mắt đã dịu dàng hơn buổi tối trước đó nhiều, bà ta nói, cô Lâm, đi cùng tôi đi. Lâm Thanh Đàn nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân nắm lấy tay cô mà vừa cười vừa nói, đi đi chị hai, một khi có chuyện gì thì gọi tên em thông qua bùa bình an. Lâm Thanh Đàn khế gật đầu rồi rời đi theo Mộc Bình, cố gắng kín tiếng tránh đi đám người. Tôi nghe Mộc trưởng lão nói cậu Lục đây không phải là người bình thường. Sau khi hai người Lâm Thanh Đàn rời đi, Cốc Thanh Sơn bỗng quay đầu nhìn về phía Lục Vân rồi cẩn thận đánh giá, sau đó cười đầy thâm ý mà nói một câu. Lục Vân từ chối cho ý có lẽ là vậy. Kiếm tu. Lục Vân lắc đầu, không phải. Cốc Thanh Sơn trầm mặc không nói tiếp nữa. Nhưng ánh mắt ông lại lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì. Ông đã sớm biết được tình huống cơ bản của Lục Vân từ chỗ Mộc Bình, tổng kết lại được hai điểm, có thể Lục Vân là một kiếm tu cường đại, hoặc là u ma giả. Vừa rồi Cốc Thanh Sơn hỏi như vậy, ai biết Lục Vân lại lắc đầu, thế thì đáp án kia đã nghiêng về hướng tu ma giả. Tất nhiên Cốc Thanh Sơn không tiện nói thêm cái gì. Đan Dương Tháp là tàng bảo các của Đan Dương Tông. Nếu là tàng bảo các thì hiển nhiên là cực kỳ quý giá đối với Đan Dương Tông. Cốc Thanh Sơn lại để Lục Vân đi vào. Lục Vân cảm thấy có chút kỳ quái nên hỏi, vì sao Cốc Tông chủ đột nhiên tốt bụng đồng ý cho người ngoài như tôi tiến vào tàng bảo các của các người. Hắn không tin trên đời này có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, dù từ đầu đến cuối Cốc Thanh Sơn luôn tỏ ra rất thân cận thì hắn cũng không thể không đề phòng. Cốc Thanh Sơn vừa cười vừa nói, cậu Lục không cần cảnh giác như thế. Đệ tử của Đan Dương Tông chúng tôi cũng thường xuyên tiến vào Đan Dương Tháp để chọn lựa một đan đỉnh thích hợp cho bản thân sử dụng. Nhưng tôi không phải là đệ tử của Đan Dương Tông. Vừa rồi tôi nghe thấy cậu gọi cô Lâm là chị hai, hai người là chị em ruột sao? Cốc Thanh Sơn đổi cách thăm dò, Lục Vân lắc đầu, sau đó lại gật đầu và nói, không phải chị em ruột, nhưng tình cảm giữa chúng tôi còn sâu sắc hơn cả chị em ruột. Vậy chẳng phải ổn rồi sao? Cô Lâm muốn lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế nhất định cần một thời gian, cụ thể là bao lâu thì phải xem ngộ tính của cô ấy, cho nên không bằng cậu chọn lựa một đan đỉnh thay cho cô ấy đi. Cốc Thanh Sơn nói, thấy Lục Vân vẫn nghi ngờ, ông lại giải thích một câu, tin tức cô Lâm có được Thanh Đế huyền hỏa đỉnh đã được giữ bí mật, tất nhiên cần một cái đỉnh khác để yểm hộ, còn phẩm chất gì cũng không quan trọng,
cho nên cậu hay cô Lâm đi vào đều không có gì khác biệt. Nghe cũng có lý thật. Lâm Thanh Đàn chỉ cần một thanh đỉnh là đủ, chọn thêm một cái đỉnh chỉ vì che giấu tai mắt mọi người, để người khác nghĩ rằng thanh đỉnh không ở trên người cô. Cho nên căn bản không cần để ý cái đỉnh thứ hai này có thích hợp hay không. Ai đi chọn cũng như thế. Còn có một nguyên nhân làm hắn chấp nhận chính là, hắn nhìn thấy có mấy tên đệ tử của Đan Dương Tông đi vào, rất nhanh lại ra tới, hẳn chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất tầng thứ hai chốc lát. Ít nhất chứng tỏ tầng thứ nhất tầng thứ hai của Đan Dương Tháp sẽ không có vấn đề gì. Vào xem cũng không sao. Lục Vân vừa đi về hướng Đan Dương Tông chưa được 2 mét thì bỗng nhớ tới cái gì nên quay đầu lại hỏi, Cốc Tông Chủ, tầng thứ 11 và tầng thứ 12 của tòa tháp này có cái gì? Hắn nhớ vừa rồi Cốc Thanh Sơn nói là, tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 càng lên cao thì phẩm chất của đỉnh càng tốt, nhưng không nói đến hai tầng sau cùng. Cho nên Lục Vân phỏng đoán hai tầng sau cùng của Đan Dương Tháp không để đan đỉnh, mà là những vật khác. Cốc Thanh Sơn cười cao thâm khó lường mà nói, cái này à, nếu cậu Lục có thể leo lên hai tầng sau cùng thì tất nhiên sẽ biết trên đó là gì, không bước lên được thì nói ra cũng vô ích. Ha, lão già này còn xài phép khích tướng nữa sao? Tôi nhất quyết phải lên đó đấy. Lục Vân thầm khinh bỉ lão già này một hồi, sau đó quay người nhanh chân đi về phía Đan Dương Tháp, không chút do dự tiến vào tầng thứ nhất. Cốc Thanh Sơn nhìn Lục Vân vào tháp, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tông chủ, sao ngài lại ở chỗ này, vị Lục tiền bối kia đâu? Chỉ chốc lát sau, Mộc Bình đã đi đến bên cạnh Cốc Thanh Sơn, nghỉ hoặc hỏi một câu. Bà ta đã trợ giúp Lâm Thanh Đàn hoàn thành nghỉ thức nhập tông. Sau đó dẫn Lâm Thanh Đàn đi đến phía sau núi lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế. Trong lúc lĩnh ngộ, Mộc Bình đứng bên cạnh sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến Lâm Thanh Đàn, thế là bà ta để Lâm Thanh Đàn lại một mình ở đó rồi trở về tìm tông chủ. Bà ta tìm được tông chủ, nhưng lại không thấy Lục Vân đâu. Cốc Thanh Sơn nhìn về phía Đan Dương Tháp, dùng mắt ra hiệu rồi nói, cậu ta đi vào Đan Dương Tháp rồi. Cái gì? Mộc Bình lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi. Cậu ta không phải môn nhân của Đan Dương Tông, sao tông chủ ngài? Rất nhanh Mộc Bình đã ý thức được cái gì, lập tức nói tiếp, chẳng lẽ tông chủ muốn mượn linh hỏa trong Đan Dương Tháp để kiểm tra cậu ta có phải là tu ma giả không? Cốc Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu nói, không sai, công pháp của tu ma giả cực kỳ bá đạo, điều này sẽ khiến những tu ma giả kia có tính cách nóng nảy, mà linh hỏa sẽ kích động tâm tình của họ, làm họ trở nên càng thô bạo. Linh hỏa sẽ kích thích cảm xúc thô bạo của tu ma giả, vậy nếu Lục Vân thật sự là tu ma giả thì hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến mức leo lên tầng thứ 7 làm tâm tình của mình mất khống chế. Đương nhiên Cốc Thanh Sơn cũng cân nhắc đến vấn đề này, ông liếc nhìn Mộc Bình một cái rồi hỏi ngược lại, trước đó cô nói với tôi Lục Vân là người có tính cách như thế nào? Bá đạo, hung hăng. Mộc Bình không chút do dự mà trả lời, hình ảnh đêm đó Lục Vân hung hăng. Đánh giết ba cao thủ vẫn còn khắc sâu trong đầu bà ta rõ mồn một. Trước nay Mộc Bình chưa từng thấy ai bá đạo như vậy. Người có tính cách như thế rất hiếu thắng, cho nên cậu ta nhất định sẽ thử trèo qua tầng thứ 7, nếu như không đi lên thì chứng tỏ trong lòng chột dạ. Mặc dù lần này là để Lục Vân tùy tiện chọn lựa một đan đỉnh, nhưng người có tính cách ngang ngạnh như thế tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm cho. Song, hắn nhất định sẽ cố gắng trèo lên cao. Lấy thực lực đánh giết kim đan kỳ của Lục Vân thì trèo lên đến tầng thứ 8 ẩn thứ 9 Đan Dương Tháp cũng không phải vấn đề lớn. Nếu như hắn có thực lực này mà lại không leo lên tầng thứ 7 thì chứng tỏ Lục Vân chột dạ, bởi vì hành vi này trái ngược với tính cách của hắn. Ý tông chủ là, chỉ cần Lục Vân không leo lên tầng thứ 7 thì kết luận hắn là tu ma giả. Mộc Bình nhíu mày, hỏi, kỳ thật cách kiểm tra này có tính phán đoán chủ quan rất cao. Tất cả đều căn cứ vào phân tích của Cốc Thanh Sơn đối với tính cách của Lục Vân, lỡ ông phân tích sai thì sao? Lỡ Lục Vân chỉ muốn khiêm tốn chọn lựa một đan đỉnh ở mấy tầng phía dưới thì sao? Mộc Bình hỏi ra vấn đề này. Cốc Thanh Sơn châm ngâm nói, có lẽ cậu ta sẽ vì Lâm Thanh Đàn mà chọn lựa một đan đỉnh bình thường nhất để che giấu tai mắt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu ta trèo lên tầng thứ 7. Do hiếu kỳ nên Lục Vân nhất định sẽ nghĩ cách đi lên tìm hiểu ngọn nguồn. Nếu như không đi lên thì nhất định là có vấn đề. Nói cho cùng, tất cả đều là phân tích của Cốc Thanh Sơn đối với tính cách của Lục Vân. Chỉ thấy hình tượng ôn hòa của ông đã biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nếu tôi phân tích sai thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không thể để tu ma giả trưởng thành. Mặc dù hiện tại Lục Vân đã rất khủng bố,
nhưng Cốc Thanh Sơn tin tưởng mượn sức mạnh của đại trận hộ sơn thì còn có thể chém giết hắn. Mộc Bình thầm run rẩy. Theo ý của tông chủ thì kỳ thật Lục Vân chỉ có một cơ hội sống sót, đó chính là leo lên tầng thứ 7 Đan Dương Tháp, đồng thời không xuất hiện mất tình trạng khống chế. Mọi tình huống khác, ví dụ như bị linh hỏa ảnh hưởng, xuất hiện cảm xúc hung bạo hay là không leo lên tầng thứ 7, dù hắn có nguyên nhân gì mà không leo lên cũng chỉ có một con đường chết, bởi vì tông chủ nói thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Mộc Bình thở dài một tiếng và nói, chỉ sợ Lâm Thanh Đàn sẽ không vui. Mặc kệ cô ấy có vui hay không cũng không thể để tu ma giả này trưởng thành, nếu không sẽ là tai nạn đối với Côn Luân, đối với người đời. Cốc Thanh Sơn cảm thấy Lâm Thanh Đàn rất thuận mắt, nhưng đứng trước vấn đề phải trái trắng đen này thì ông chỉ có một lựa chọn, đó chính là không tiếc mọi giá tru sát tu ma giả. Mộc Bình im lặng. Cốc Thanh Sơn không nói tiếp mà đi đến tầng thứ nhất của Đan Dương Tháp, liếc nhìn một vòng ở đây, cũng không trông thấy bóng dáng Lục Vân đâu, chứng tỏ hắn đã trèo lên trên. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Cốc Thanh Sơn. Số lượng đan đỉnh ở tầng thứ nhất của Đan Dương Tông là nhiều nhất, nhưng phẩm chất lại là bình thường nhất. Mà trong một góc không thu hút có một lão giả ngồi xếp bằng không nhúc nhích, lão giả này là người giữ tháp của Đan Dương Tháp, thực lực còn mạnh hơn Cốc Thanh Sơn. Cốc Thanh Sơn đi đến trước mặt lão giả, cung kính hỏi, Lưu lão, anh bạn trẻ vừa tiến đến hiện tại đã lên tầng thứ mấy rồi? Thứ 6, tiếng nói của lão giả rất xa xăm. Dù đối mặt với tông chủ Cốc Thanh Sơn thì cũng không mở mắt ra, vẻ mặt không chút thay đổi. Tầng thứ 6, Cốc Thanh Sơn thấp giọng lặp lại một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Bình, biểu cảm của hai người đều có chút phức tạp. Tầng thứ 6, chỉ cần đi lên một tầng nữa thì nhất định sẽ bị linh hỏa ảnh hưởng, vì sao lại đột nhiên dừng lại? Chẳng lẽ hắn thật sự đang lo lắng, sợ sẽ mất khống chế? Cốc Thanh Sơn rất muốn đích thân trèo lên xem thử rốt cuộc Lục Vân đang làm gì ở tầng thứ 6, nhưng lại sợ làm hẳn sinh nghi nên quyết định chờ một lát. Sau đó ông hỏi lại Lưu lão, Lục Vân có leo lên tầng thứ 7 chưa? Khi Lục Vân đi lên tầng thứ 6 liền cảm thấy không thích hợp. Tâm tình của hẳn rất bực bội, tựa như đêm hôm đó. Thậm chí còn mãnh liệt hơn cả đêm hôm đó, Lục Vân suy đoán có lẽ là liên quan đến nhiệt độ mà ngọn lửa kia tỏa ra. Nhiệt độ đó truyền đến từ phía trên nên càng lên cao thì càng nóng, phiền não trong lòng Lục Vân lại tăng thêm một chút. Kết hợp với những lời nói hành động kỳ quái trước khi vào tháp của Cốc Thanh Sơn, Lục Vân không khó đoán ra ý đồ của ông. Cốc Thanh Sơn muốn mượn ngọn lửa trong Đan Dương Tháp để kiểm tra mình có phải là tu ma giả hay không. Làm sao để kiểm tra ra? Nhất định là có liên quan đến cảm xúc bây giờ của mình. Tâm tình đột nhiên trở nên bực bội làm Lục Vân cũng cảm thấy rất hoang mang. Chẳng lẽ mình thật sự là tu ma giả? Nhưng lão đạo sĩ sư phụ không đứng đắn rõ ràng vỗ ngực cam đoan hắn tu luyện không phải ma công, hắn căn bản không phải là tu ma giả. Chẳng lẽ lão già kia bịa chuyện? Lục Vân lại sinh ra hoài nghi. Hiện tại sở dĩ hắn dừng ở tầng thứ 6 là vì do dự, vừa muốn biết thần công vô danh của mình có phải là ma công không lại vừa sợ biết được kết quả. Bởi vì lúc này cảm giác mà ngọn lửa kia mang đến cho hắn càng nghiêng về hướng bất lợi. Lục Vân do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định leo lên tầng thứ 7 xem thử. Dù thế nào thì cũng phải có kết quả, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Khi đi vào cánh cửa tầng thứ 7, Lục Vân dẫm lên bậc thang đi lên, mỗi khi tăng lên một bậc thì tâm tình lại bực bội thêm một chút. Rốt cục cũng bước vào tầng thứ 7, hắn đã không rảnh để xem đan đỉnh của tầng này. Trong chốc lát, Lục Vân biến sắc, phiền não trong lòng lập tức dâng lên tới cực hạn. Một khí tức thô bạo không ức chế nổi mà tiết ra ngoài, thuận theo Đan Dương Tháp khuếch tán xuống phía dưới. Lúc này Cốc Thanh Sơn ở tầng thứ nhất đã không cần hỏi Lưu lão nữa, trong mắt ông bỗng hiện ra sát khí mà nói, quả nhiên là tu ma giả, Mộc trưởng lão, lập tức theo tôi đi mở đại trận hộ sơn ra, Chu Mai vâng. Nhưng thân phận của Lưu lão không đơn giản. Trước khi Cốc Thanh Sơn trở thành tông chủ Đan Dương Tông thì người giữ tháp đã tồn tại. Nói cách khác vai vế của Lưu lão còn cao hơn Cốc Thanh Sơn. Cốc Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói với Mộc Bình bên cạnh, cô đi thông báo với mấy trưởng lão khác, chuẩn bị sẵn sàng mở ra đại trận hộ sơn, tôi đợi ở đây thêm một lát. Điều này đã cho thấy thái độ của ông, lại không đến mức bất kính với Lưu lão. Đã rõ, Mộc Bình biết việc này không thể trì hoãn nên cấp tốc rời khỏi Đan Dương Tháp rồi báo chuyện này cho mấy vị trưởng lão khác, chuẩn bị sẵn sàng chu ma vào bất cứ lúc nào. Tầng thứ 8 Đan Dương Tháp. Hai mắt Lục Vân hiện lên từng điểm đỏ rực, trên người tỏa ra khí tức thô bạo,
mạnh hơn ở tầng thứ 7 không chỉ 10 lần. Hắn vẫn không chú ý đến đan đỉnh của tầng này, bởi vì không có hứng thú. Điều thật sự hấp dẫn Lục Vân leo lên là ngọn lửa kia, càng đến gần thì khát vọng trong lòng hắn càng mạnh. Hắn có dự cảm ngọn lửa kia có tác dụng rất lớn đối với mình. Cho nên rất nhanh Lục Vân đã từ tầng thứ 8 leo đến tầng thứ 9, sau đó lại từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, khí tức thô bạo suýt đã làm hắn mất khống chế. Tầng thứ 10 chỉ có một cái đan đỉnh tản ra hào quang màu đỏ thắm, phẩm chất cao hơn đan đỉnh ở tầng thứ 9 gấp trăm lần. Đây đã là cái đỉnh có phẩm chất cao nhất trong đan dương tháp. Nhưng Lục Vân vẫn không thèm nhìn đến. Hắn chỉ một lòng nghĩ đến tầng 11, bởi vì ngọn lửa kia đến từ tầng 11. Sự thô bạo và khát vọng trong lòng Lục Vân cùng bộc phát, cấp tốc dâng lên tới cực điểm. Khi hắn bước vào tầng 11 của đan dương tháp thì bước chân đột nhiên lắc lư một cái, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Xuyên qua đôi mắt đỏ ké, Lục Vân trông thấy trước mặt lơ lửng một ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ của nơi này cực kỳ khủng bố, cho dù là kim đan kỳ đại viên mãn cũng không chịu nổi. Nhưng Lục Vân lại leo lên một cách quỷ dị. Trên người hắn sớm đã không còn mảnh vải che thân, cả người đỏ bừng. Mỗi một tấc làn da đều đang rớm máu ra ngoài, cơn đau như bị xé rách và thiêu đốt điên cuồng cắn nuốt Lục Vân, nhưng hắn lại không cảm giác được gì mà chỉ nhìn chăm chằm vào ngọn lửa kia. Tâm tình của hắn sớm đã mất khống chế, so với đau đớn thì khát vọng trong lòng đối với ngọn lửa kia giống như một ly nước ngọt lành trong chốn sa mạc, cực kỳ mãnh liệt. Tới, Lục Vân gầm nhẹ một tiếng, so với ngày thường thì giọng của hắn đã trở nên khàn đặc, nhưng vẫn rất bá đạo. Ngay sau đó, Lục Vân làm ra một hành động dọa người, chỉ thấy hắn dùng tay không bắt lấy linh hỏa kia. Ma! Thao thiên cự ma! Tiếng nói của Lưu lão như tiếng sấm rền, chưa bao giờ mất khống chế như hôm nay, toàn thân lão đều run cả lên để lộ sự kinh hãi trong lòng. Cốc tông chủ, ông đi chủ trì đại trận hộ sơn để chuẩn bị chu ma, tôi đi lên đan dương tháp xem thử. Lưu lão ra lệnh thật nhanh. Vâng, Cốc Thanh Sơn cấp tốc rời khỏi. Lưu lão ngẩng đầu. Nặng nề nhìn lên đan dương tháp mà đau lòng nói, tu ma giả đáng sợ dám cắn nuốt cả linh hỏa, há có thể để mày tiếp tục trưởng thành. Lưu lão quát lên một tiếng, thân hình như gió lao thật nhanh lên đan dương tháp. Tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, lão đi thẳng tới tầng thứ 11. Lưu lão muốn xem thử dựa vào sức mạnh của mình có thể đánh giết Lục Vân hay không. Dù thất bại cũng không sao. Kéo dài chút thời gian để bọn người Cốc Thanh Sơn mở đại trận hộ sơn ra cũng được. Nhưng khi Lưu lão đi vào tầng thứ 11 thì lập tức sửng sốt đứng lại. Không có ở đây, Lục Vân không có ở 11 tầng. Lưu lão có thể chắc chắn vừa rồi lúc mình đi lên không gặp phải Lục Vân, chứng tỏ hắn không có khả năng đi xuống, chỉ có thể đi lên thôi. Phía trên, Lưu lão ngẩng đầu nhìn về phía lối vào tầng 12, thân thể run lên kịch liệt. Sao tu ma giả có thể leo lên tầng 12 chứ? Lưu lão vô cùng rung động. Lão không tin nổi Lục Vân đã leo lên tầng 12, nhưng nếu không lên đó thì hắn chạy đến chỗ nào rồi? Trong đan dương tháp không có bao nhiêu chỗ ẩn thân cả. Lưu lão ngu ngơ tại chỗ, nhìn chăm chú vào cầu thang cửa vào tầng 12 rồi chậm chạp không dám hành động. Quả nhiên là ở tầng thứ 12. Một lúc sau Lưu lão mới tỉnh táo lại, khó tin thì thầm một câu. Trên người Lục Vân có khí tức thô bạo rất mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy áp lực đến ngạt thở, Lưu lão có thể cảm nhận được khí tức này đang ở trên đầu mình. Chứng tỏ Lục Vân đang ở tầng 12. Lưu lão do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại tầng 11 chờ Lục Vân đi xuống. Trên người Lục Vân tỏa ra cảm xúc thô bạo, thấy tầng 12 không có gì thì không khỏi bực bội khó chịu, hắn gầm nhẹ một tiếng làm chân khí trong cơ thể lập tức tràn ra. Oanh! 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 Hắn tùy ý phát tiết, ầm. Đột nhiên, một vách đá bị chấn động rơi xuống, để lộ ra một bộ bích họa bạc màu bên trong. Mặc dù Lục Vân không kiềm nén được nỗi lòng, nhưng rất nhanh đã bị bích họa này hấp dẫn. Trên bích họa là một dãy núi, cuối dãy núi có mây mù mờ ảo, mơ hồ có một bóng lưng đứng trong đó, nhưng rất rất nhỏ, căn bản không thấy rõ lắm. Lục Vân xích lại gần một chút. Trong nháy mắt hắn nhìn chăm chú vào bích họa thì đột nhiên vật đổi sao rời như thời không biến ảo. Đồng thời một khí tức mát lạnh an lành đã vọt tới từ bốn phương tám hướng. Lục Vân giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Vừa rồi mình lại không kiềm nén được nỗi lòng. Lục Vân hồi tưởng lại từng màn trước đó, nhất là khi bước vào tầng 11 thì cả đại não của hắn giống mất đi khả năng suy nghĩ. Tới giờ khắc này thì hắn mới tỉnh táo lại. Lục Vân nâng tay phải lên,
nhìn chăm chú vào ngón trỏ màu đỏ rực kia với vẻ mặt hết sức rung động. Ngón tay này có thể so với một pháp bảo, nói cách khác, thân thể của mình có thể cắn nuốt ngọn lửa đó, sau đó tự động rèn luyện. Sau khi cắn nuốt ngọn lửa này thì sẽ rèn luyện ra một ngón tay tương tự như pháp bảo, nếu cắn nuốt thêm một chút thì chẳng phải mỗi một bộ phận trên người đều biến thành pháp bảo sao. Sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, Lục Vân lộ vẻ vui mừng, ánh mắt tự giác rời xuống vị trí nào đó tượng trưng cho đàn ông. Lục Vân thay đổi suy nghĩ, để ngón tay của mình khôi phục nguyên dạng như điều khiển một pháp bảo. Sau đó Lục Vân đảo mắt hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhớ khi mình không kiềm chế nổi nỗi lòng thì trông thấy một bộ bích họa, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện ở thế giới xa lạ này. Thế giới này là một mảnh trắng xóa, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất an bình, rất yên tĩnh. Chẳng lẽ mình tiến vào thế giới bích họa? Lục Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận đi lại trong thế giới màu trắng này, thẳng đến trông thấy mây mù mờ mịt phía trước lộ ra một dãy núi. Nhìn rất quen mắt, đây chính là cảnh tượng hắn nhìn thấy trong bích họa trước đó. Trong lòng Lục Vân dâng lên sóng to gió lớn, rốt cục có thể xác định mình thật sự tiến vào thế giới bích họa, hắn không khỏi hoảng hồn. Không phải hẳn bị nhốt ở chỗ này đó chứ? Tiểu Hữu, không cần lo lắng, ngươi chỉ dùng ý thức đến đây thôi, thân thể còn ở bên ngoài, cứ coi như nằm mơ là được rồi, sẽ không chết đâu. Ngay khi Lục Vân nghỉ hoặc thì một giọng nói xa xăm mờ mịt bỗng phiêu đãng đến từ đằng xa, nhìn lại nơi phát ra âm thanh, màu trắng bệch bốn phía đột nhiên biến mất. Lục Vân tập trung nhìn lại thì thấy nơi cuối dãy núi có một bóng lưng hư ảo đang cực tốc rút ngắn trong tầm mắt rồi lớn dần lên. Dãy núi phi tốc bay qua. Một bóng người hư ảo quỷ dị xuất hiện trước mặt Lục Vân, người đó mặc chiếc áo xanh, dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần, chỉ có khuôn mặt là không rõ. Trong lòng Lục Vân kinh hãi. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ thầm trong lòng có phải mình sẽ bị nhốt trong thế giới này không mà không nói ra, kết quả lại bị người này nhìn thấu suy nghĩ. Tiểu Hữu không cần kinh ngạc, ta đã nói ngươi chỉ dùng ý thức tiến vào thế giới này, mà ta là chúa tể của nơi đây nên cũng biết hết mọi tư tưởng của ngươi. Người kia lại nhìn thấu suy nghĩ của Lục Vân, giọng nói mờ mịt vang lên lần nữa. Lục Vân kinh ngạc, sau đó bắt đầu tưởng tượng đến đoạn video học bù liên quan tới nghệ thuật quốc tế của Đại sư Lưu Tiểu Nguyệt lúc trước mình nhìn thấy trong máy tính của Vương Băng Ngưng. Khụ khụ, bóng người hư ảo phía trước rõ ràng hơi lắc lư một cái, Tiểu Băng Hữu. Tuổi còn trẻ đừng nghĩ nhiều đến những thứ lung tung bậy bạ đó, chúng ta phải trong sáng một chút. Ôi đệt! Quả nhiên là xem thấu được suy nghĩ của mình. Đây là xâm phạm quyền riêng tư. Còn cách đi ra ngoài thì đợi lát nữa ngươi sẽ rõ. Bóng người hư ảo trả lời Lục Vân đâu vào đấy, mỗi lần đáp một lần thì thân thể càng hư ảo thêm mấy phần, chứng tỏ tinh thần ý chí của ông đang dần dần hao tổn. Trong lòng Lục Vân càng rung động. Hư ảnh nói chuyện với hắn chỉ là của một tinh thần ý chí do Thanh Đế để lại, nếu tin này truyền ra thì ai dám tin. Hơn nữa vừa rồi người này nói ông chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn ý chí tinh thần còn sót lại của Thanh Đế, chứng tỏ ở nơi khác còn hàng ngàn hàng vạn người tương tự. Euro có thể tưởng tượng ra vị Thanh Đế kia kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu Băng Hữu, không cần sùng bái ta như thế, ngươi có thể đi vào nơi này chứng tỏ là hữu duyên với Thanh Đế. Tiếp nhận ý chí truyền thừa của ta thì không chừng ngươi chính là Thanh Đế đời tiếp theo. Tâm tư của Lục Vân lại bị ông nhìn thấu nên hắn thầm mắng một tiếng đáng ghét, ông lại vênh váo làm ra vẻ rồi. Mấu chốt là Lục Vân không ngăn cản ông làm ra vẻ được. Mặt ngoài Lục Vân có thể biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng lại không che. Giấu được sùng bái trong lòng, mà tinh thần ý chí này có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Yêu! Vậy cứ để ông đắc ý đi. Cũng đâu thể chỉ có mình được vinh váo trên thế giới này đúng không? Tiểu Hữu, tư tưởng này của ngươi không đúng, tôi chỉ đang trần thuật sự thật thôi, sao ngươi lại nói tôi vinh váo làm ra vẻ chứ? Tư tưởng thật là hẹp hòi. Xem ra trước kia vị Thanh Đế này cũng rất lắm lời, hễ nhìn trộm được suy nghĩ của Lục Vân thì nhất định phải lấy ra phê phán hai câu, hoàn toàn không để ý thân thể của mình đang càng ngày càng hư ảo. Tâm tình vào giờ khắc này của Lục Vân như người đối diện là Kinh Đông. Cường mắt mù không biết vợ đẹp, ngựa Hàng Châu không có hứng thú với tiền, vua bất động sản có mục tiêu nhỏ bé là 100 triệu và ngựa Thâm Quyến chỉ cần nhà rộng một chút. Không thể bởi vì cảnh giới tư tưởng của người khác quá cao mà nói người ta vênh váo làm ra vẻ, đúng không? Đúng không? Không đúng sao? Y Tiểu Hữu, ngươi lại suy nghĩ lung tung rồi, đến đây, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của tôi chưa? Bóng người hư ảo lại mở miệng, lôi kéo suy nghĩ của Lục Vân trở về.
Lục Vân kịp phản ứng mà nói, tôi chấp nhận tiếp nhận truyền thừa của ông từ lúc nào? Ây! Mặc dù không thấy rõ hình dạng của bóng người hư ảo, nhưng có thể cảm giác được ông hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Lục Vân lại từ chối. Đây chính là đại cơ duyên, thằng danh này lại từ chối. Sao lại không ra bài theo lẽ thường vậy? Bóng người hư ảo nói, người đã tiến thế giới này tức là ngầm thừa nhận nhất định phải tiếp nhận truyền thừa. Nếu như tôi không nhận thì sao? Lục Vân rất có cá tính mà nói. Vậy ý thức của ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, mặc dù ta vừa nói ngươi sẽ không chết, nhưng chỉ cần ý thức của ngươi vĩnh viễn không đi thì ngươi chính là một người thực vật. Hèn hạ vô sỉ, Lục Vân giận măng, sau đó lại rất kiêu ngạo mà nói, xem ra cũng không còn cách nào khác, nhưng phải nói rõ là do ông ép tôi tiếp nhận truyền thừa, không phải tôi cầu xin ông. Được rồi, đừng có được lợi còn khoe mẽ ở đây, ta nhìn ra trong lòng thằng danh ngươi vui vẻ biết chừng nào. Nói hưu nói vượn. Tôi đây ghét nhất là người khác ép tôi làm mấy chuyện tôi không thích, ví dụ như tình huống hiện tại. Hừ, bóng người hư ảo cười nhạo một tiếng, chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ như thế, lập tức quát, được rồi, đừng nói nhảm, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa đi. Chờ một chút, Lục Vân đột nhiên cắt ngang, bóng người hư ảo kia không nhịn được mà nói, thằng danh ngươi có phải là nam nhi không mà lằng nhà lằng nhằng, còn thể thống gì. Xưng hô tu ma giả này quả thực là sỉ nhục ngươi. Câu trả lời của bóng người hư ảo kia làm tinh thần của Lục Vân run lên, lập tức nhíu mày lại. Có ý gì? Ý là tôi không phải tu ma giả hay là tôi là đại ma đầu còn khủng bố hơn tu ma giả? Lục Vân không rõ ý của những lời này. Lúc trước Lục Vân từng gặp một tu ma giả tà linh giáo chủ khiến hắn lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với thần công vô danh, hoài nghi nó là ma công. Từ đó về sau hắn không dám để các chị tu luyện theo mình nữa, sợ các cô bị mình hại lạc lối. Mãi đến khi bắt được sư phụ Thiên Huyền Tử già mà không đứng đắn kia, biết được từ miệng ông là mình không tu luyện ma công thì Lục Vân mới thở phào một hơi. Nhưng hôm nay bị linh hỏa ảnh hưởng nên Lục Vân không kiềm chế được nỗi lòng, làm hắn lại hoài nghi có phải lão đạo sĩ sư phụ đang lừa dối mình không. Thế là hắn hỏi ra vấn đề này, hy vọng có thể lấy được đáp án từ chỗ tinh thần ý. Chí của Thanh Đế. Ai biết ý chí của Thanh Đế lại cho ra câu trả lời như sau. Mặc dù công pháp ngươi tu luyện bá đạo quỷ dị, nhưng cũng không phải là ma công. Sau khi nhìn thấy suy nghĩ của Lục Vân, bóng người hư ảo kia lại bổ sung một câu, làm Lục Vân triệt để buông cục đá trong lòng xuống. Chỉ cần công pháp không có vấn đề thì cũng không cần lo lắng hại các chị lạc lối. Còn câu nói tu ma giả quả thực là sỉ nhục ngươi vừa rồi của ý chí Thanh Đế đã không còn quan trọng nữa. Chủ yếu là Lục Vân đã không còn cơ hội tiếp tục hỏi kỹ. Ý chí của Thanh Đế đã trong suốt như cánh ve, không thể lại rông dài tiếp được. Vèo. Trước thời khắc bóng người hư ảo biến mất đã hóa thành một hào quang nhỏ. Tiến vào trán của Lục Vân, một ấn ký màu xanh nhạt lấp lóe mấy lần trên trán Lục Vân, chỉ chốc lát sau đã biến mất tăm hơi, không để lại chút vết tích nào cả. Ông. Thế giới trắng bệch cấp tốc biến mất cứ như một lỗ đen đổ sụp, Lục Vân cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã trở lại tầng thứ 12 của Đan Dương Tháp. Phải nói là hắn vốn đang ở Đan Dương Tháp, thứ trở về là ý thức của hắn. Lục Vân tức giận bất bình nhìn lại bích họa, kết quả phát hiện nơi đó đã biến thành một vách tường bóng loáng, chẳng biết lúc nào bích họa đã biến mất. Lục Vân không biết là khi hắn tiếp nhận ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì ở Đan Dương Tông, Cốc Thanh Sơn đang hết sức nghiêm túc đi cùng mấy vị trưởng lão tông môn gấp rút muốn mở đại trận hộ sơn ra. Chuẩn bị mượn đại trận ngưng tụ kiếm ý tung một kích chí mạng vào Lục Vân. Ong ong ong. Lục Vân chưa tỉnh táo đã phóng thích ra khí tức áp lực khủng bố, như nước thủy triều khuếch tán cấp tốc bao phủ toàn bộ Đan Dương Tông. Cả đại trận hộ sơn cũng run rẩy kịch liệt giống như muốn vỡ nát. Tâm tình của Cốc Thanh Sơn càng nặng nề, ma tính thật mạnh. Giống như Lưu lão đã nói, Lục Vân này là thao thiên cự ma TL chu mét cấp bách. Mở đại trận hộ sơn ra. Cốc Thanh Sơn hét lớn một tiếng, chỉ thấy cột sáng ở tám phương hướng của Đan Dương Tông cùng sáng lên. Chỉ cần Cốc Thanh Sơn khởi động bước cuối cùng thì đại trận hộ sơn sẽ mượn thiên địa mà ngưng tụ ra một kiếm ý khủng bố đủ để chém giết kim đan kỳ đại viên mãn. Nhưng ngay vào thời khắc Cốc Thanh Sơn chuẩn bị khởi động bước cuối cùng, trên đỉnh Đan Dương Tháp đột nhiên có một cột sáng màu xanh óng ánh phóng lên tận trời, chiếu sáng Đan Dương Tông và cả Côn Luân. Vô số tu luyện giả các môn phái nhìn lên ánh sáng xanh biếc trên trời kia mà rung động, kết hợp với vị trí của cột sáng, họ cho ra kết luận, đây là xuất hiện người thừa kế ý chí của Thanh Đế Đan Dương Tông.
Thế ai thừa kế ý chí của đại năng cổ đại thì nhất định sẽ có đại cơ duyên. Nói cách khác chính là tiền đồ vô lượng. Lập tức phái người tiến đến Đan Dương Tông, nhìn xem rốt cuộc là người phương nào đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế, sau đó nghĩ mọi cách chấp nối quan hệ. Giờ khắc này, vô số tu luyện giả các môn phái không hẹn mà cùng đi về hướng Đan Dương Tông. Mà lúc này tất cả mọi người trong Đan Dương Tông đều đang sửng sốt. Khí tức áp lực kinh khủng chung quanh sớm đã rút lui khi cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, ngược lại biến thành một khí tức yên bình làm người ta an tâm. Đương nhiên họ biết điều này có ý nghĩ gì. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế đã xuất hiện. Rốt cuộc người kia là ai, phần lớn đệ tử của Đan Dương Tông đều không rõ, họ chỉ nghe nói trong Đan Dương Tháp có một ma đầu kinh khủng, tông chủ và các trưởng lão chuẩn bị đi chu ma. Nhưng còn chưa bắt đầu chu ma thì đột nhiên lại xảy ra biến cố, một người thừa kế ý chí của Thanh Đế xuất hiện. Cốc Thanh Sơn mơ hồ có một suy đoán người kia có thể là Lục Vân. Hơn nữa khả năng này cực lớn. Lúc này Lưu Lão đang ở tầng thứ 11 của Đan Dương Tháp cũng rất rung động. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế lại đột nhiên xuất hiện trên đầu Lão như vậy sao? Lưu Lão vô cùng kích động, suýt đã nước mắt tuôn trào đầy mặt. Những người giữ tháp bọn họ thuộc về Đan Dương Tông, nhưng lại độc lập. Với Đan Dương Tông, mục đích chủ yếu ở lại nơi này chính là vì bảo vệ Đan Dương Tháp, chờ đợi người hữu duyên đến. Bây giờ người hữu duyên này đã xuất hiện rồi. Nhiệm vụ của nhiều người giữ tháp đến đời Lưu Lão cũng xem như hoàn thành, từ nay về sau Lão không cần tiếp tục canh giữ ở Đan Dương Tháp nữa. Nói cách khác, Lưu Lão tự do. Hỏi sao Lão có thể không kích động, nhất định phải cảm tạ Lục Vân. Hiện tại Lưu Lão tin chắc Lục Vân không thể là tu ma giả, giống như Cốc Thanh Sơn đã nghĩ, tu ma giả không có khả năng đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Trong khi chờ đợi bức thiết, rất nhanh Lưu Lão đã trông thấy một đôi chân trần trụi bước xuống từ cầu thang tầng cao nhất, Lão kích động tiến lên rồi một giây sau lại đột nhiên sửng sốt. Trước mắt xuất hiện một người đầu chọc, một tên đầu chọc toàn thân trần trụi. Tên đầu chọc lỏa lồ này chính là Lục Vân. Hắn cũng rất xấu hổ. Trước đó vì căn nuốt linh hỏa, quần áo trên người Lục Vân đều bị đốt cháy, tóc và lông mày cũng bị đốt không còn một sợi. Khi đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế, mặc dù da của hắn đã lành lại nhưng lông tóc trên người muốn khôi phục trong nháy mắt là chuyện không thể. Cũng may nhan sắc của Lục Vân gánh nổi, có thể dễ dàng khống chế dù chọc. Đầu, thậm chí làm người ta bỏ qua cặp lông mày đã mất tăm của hắn. Lưu Lão nhìn đến ngơ ra. Lục Vân im lặng nói, Lão đầu, đừng nuốt nước miếng, tôi sợ lát nữa ông càng xem càng tự ti, mau tìm một bộ quần áo cho tôi đi. Được rồi. Trước kia Lưu Lão là một người cực kỳ ổn trọng, không chút gợn sóng, dù đối mặt với tông chủ Cốc Thanh Sơn thì Lão vẫn mang dáng vẻ hờ hững lạnh lẽo, quả thực muốn ngả ẩu bao nhiêu có ngẩu bấy nhiêu. Ban đầu ông đã đi tới tầng 11, nhưng trùng hợp ngay lúc Lục Vân chạy lên trên mặc áo nên ông không trông thấy Lục Vân, liền trực tiếp hỏi một câu, Lưu Lão, còn cần chu ma không? Chu ma. Lưu Lão còn chưa trả lời thì Lục Vân đã mặc chiếc áo đen rộng rinh đi xuống, nghiền ngẫm hỏi, Cốc tông chủ, chu ma nào vậy? Ây! Cốc Thanh Sơn cũng không ngờ câu nói này lại trùng hợp bị Lục Vân nghe thấy, nhất thời vô cùng xấu hổ. Nhìn từ trạng thái lúc này của Lục Vân thì đâu giống tu ma giả chỗ nào. Lưu Lão lại biểu hiện hào phóng hơn nhiều, nói thẳng không kiêng kỵ, anh bạn trẻ này không phải tu ma giả, cậu ta là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Dù đã sớm hiểu rõ trong lòng, nhưng khi nghe thấy Lưu Lão nói ra câu này thì Cốc Thanh Sơn vẫn không nén được chấn động trong lòng. Ngay sau đó, tâm tình ông trở nên vô cùng phức tạp. Đan Dương Tháp đứng sừng sững ở Đan Dương Tông nhiều năm, vô số đệ tử ra vào vào mà không có ai có tư cách đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Phải nói là số người leo lên tầng thứ 9 của Đan Dương Tháp cũng không được mấy người, càng không cần nói đến ý chí truyền thừa của Thanh Đế ở tầng cao nhất. Ai mà ngờ được cuối cùng người có được truyền thừa này lại là một người ngoài. Đương nhiên, mặc kệ là đệ tử trong tông môn hay là người ngoài có được truyền thừa thì Cốc Thanh Sơn cũng không có tư cách quyết định cái gì, bởi vì đó là lựa chọn của Thanh Đế. Cốc Thanh Sơn không mạo phạm nổi. Trong đầu ông đột nhiên lóe lên linh quang, cười ôn hòa dò hỏi, cái kia, anh Lục, không biết anh có hứng thú gia nhập Đan Dương Tông không, cũng có thể làm bạn với cô Lâm. Ông muốn thông qua Lâm Thanh Đàn để giữ lại Lục Vân. Rất tự giác. Cốc Thanh Sơn lại bổ sung nói. Về sau anh cũng có thể tự do ra vào Đan Dương Tông giống như cô Lâm, trừ phi là gặp tình huống khẩn cấp,
bình thường tông môn sẽ không cưỡng chế hai người trở về. Kỳ thật trở thành đệ tử của Đan Dương Tông chỉ là một cách giao hảo. Những tu luyện giả có tiềm lực mang theo tên tuổi Đan Dương Tông thì không có khả năng máu lạnh thờ ơ nếu sau này Đan Dương Tông gặp nạn. Nếu thật sự làm thế thì không biết phải nói gì hơn. Lục Vân đã có thể trở thành người thừa kế ý chí của Thanh Đế thì chứng tỏ thiên phú của hắn được Thanh Đế tán thành, tương lai nhất định sẽ có đại cơ duyên. Tiền đồ sáng lạn. Đương nhiên Cốc Thanh Sơn hy vọng hắn gia nhập Đan Dương Tông. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi cười nói, Cốc Tông Chủ, kỳ thật chỉ cần chị hai tôi trở thành đệ tử của Đan Dương Tông các người cũng đã đủ rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.